Trung Quốc tuyên bố không tìm cách thay đổi nguyên trạng Biển Đông bằng các ngọn hải đăng vừa xây tại đây. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngày 21 tháng 10 khẳng định Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi tại Trường Sa và các vùng biển lân cận. Chúng tôi tuyệt đối không nhất thiết phải xây hải đăng để tăng cường tuyên bố chủ quyền. Phát biểu được đưa ra sau khi Bắc Kinh bị phản đối gay gắt từ Việt Nam và Philippines, hai nước Đông Nam Á cũng có tuyên bố chủ quyền tại khu vực. Việt Nam hôm 15 tháng 10 nói công trình xây dựng hải đăng của Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam, gây phức tạp tình hình và làm leo thang căng thẳng. Đầu tuần này, Philippines tố cáo là các ngọn hải đăng của Trung Quốc rõ ràng cố ý làm thay đổi nguyên trạng Biển Đông và cho biết là Manila dứt khoát không chấp nhận hành động đơn phương của Trung Quốc. Bắc Kinh nói các ngọn hải đăng ở đá Châu Viên và đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa nhằm hỗ trợ an ninh hàng hải. Nhưng các chuyên gia và giới ngoại giao cho rằng đây là một hoạt động khéo léo của Bắc Kinh hầu tô đậm tuyên bố chủ quyền tại khu vực tranh chấp căng thẳng này.